kỹ thuật băng vết thương ở vùng vai, vùng cơ đen tay, ngay vị trí mà chúng ta hay bị thiên phúc. Cố định băng ở phía dưới vết thương, ở vị trí cánh tay, phía trên của cánh tay, khoảng 2 đường băng. Sau đó chúng ta bắt chéo băng lên vết thương, đi vòng qua ngực, xuống lách đối diện. Sau đó bắt chéo ngược lại, từ phía sau. Cũng theo kiểu phô tả, đường băng sau cũng đi tương tự đường băng trước. Nhích dần lên, chỉ đè lên khoảng 2/3 đường băng trước. Sau khi băng kín vết thương, thì chúng ta cố định lại ở phía cánh tay. Phần băng đã hết, kết thúc chúng ta dùng kim băng để cố định lại. Sau đó treo tay nhặt lên phía trước ngực,